Nếu các bạn hỏi mình rằng là cái sự kiện Apple vừa mới ra mắt mấy cái iPad với lại iMac vừa rồi thì có cái gì đáng nhớ nhất, thì mình sẽ nói với các bạn là thứ mà mình cảm thấy đáng nhớ nhất trong cái sự kiện vừa rồi là cái đoạn mà Tim Cook lột mặt nạ xong là cười mỉm trông creep thì vách. Thực tế thì những sản phẩm ở trong sự kiện lần này thì cũng khá là dễ đoán, thì cơ bản là có mấy cái tag. Thì mình nghĩ là những cái tag của Apple thì có lẽ là ra với hy vọng là nó sẽ thực sự là một điều gì đó nó vượt trội so với những cái tag mà hình như là Samsung có từng chế tạo. Các bạn phải hiểu là khi mà các bạn cài thêm một cái tag thì rõ ràng là túi quần các bạn sẽ dày hơn, túi các bạn sẽ dày hơn. Bây giờ chìa khóa A thì một cái tag, cái đồ B thì một cái tag, cái đồ C thì một cái tag. Mà cái công nghệ GPS thì nó có thực sự là quá chính xác đâu. Mình thấy thì không biết là cái này nó có thực sự hữu dụng với các bạn không, nhưng mà với mình thì từ hồi Samsung giới thiệu cái này ra thì phải, mình cảm thấy rằng là nó không có một cái tí gì gọi là tác động gì đến cái cuộc sống xung quanh của mình. Tức là những người xung quanh không có ai sử dụng và cũng chả thấy có ai quan tâm, cũng chả thấy có ai bàn tán luôn. Và có lẽ là ở Mỹ thì Tim Cook nghĩ rằng là người ta dùng nhiều, thế cho nên là bây giờ chúng ta đã có quả AirTag và các bạn có thể sử dụng cái Find My để có thể tìm được AirTag. Cái này thì nói chung là mình nghĩ là nó không có gì ấy quá gây ấn tượng cả, chỉ có cái điều ấn tượng với mình là họ nghĩ được thêm cả cách hút máu. Tức là cái AirTag này bây giờ các bạn sẽ có thêm mấy cái móc này, móc da này, buộc dây da này, rồi móc kim loại này để cho các bạn buộc vào nhiều thứ khác nhau. Túi các bạn có một cái, rồi thì chìa khóa các bạn có một cái, rồi thì cái A, cái B, cái C mỗi chỗ các bạn có một cái. Thì mỗi cái cứ tính cho nó một vài chục đô. Thì cái Apple vừa bán được AirTag, Apple lại còn vừa bán được cả cái giữ AirTag nữa. Wow. Nói chung là bây giờ Apple thành công ty phụ kiện. Cái nữa mà mình cảm thấy rằng là mình ấn tượng sau nụ cười của Tim Cook ở trong video này là cái thiết kế của iMac. Mình thì mình không có vấn đề gì về cái thiết kế này quá cả, chỉ có mỗi một cái là với mình nhá, nếu như mà họ thay đổi màu nhiều như vậy thì cái viền trên là viền dưới thì cũng sẽ nên có một cái gì đấy nó đồng màu tông sật tông hơn. Ví dụ như là với những cái màu xanh, vàng, đỏ, tím ấy thì nó sẽ vẫn có hai cái viền trắng ở trên dưới, các bạn để ý không? Nó vẫn có hai cái viền trắng ở trên dưới, và cái đó khiến mình cảm thấy là nó chưa thực sự đồng bộ. Còn lại thì nếu mà để nói về iMac thì cá nhân mình là mình không dùng iMac, thế cho nên là mình cũng không thực sự có nhiều sự quan tâm về cái iMac. Mình chỉ có mỗi một cái mình để ý là bây giờ họ tích hợp cái con chip Apple M1 vào con iMac thì mình nghĩ là nó sẽ ngon. Vì cơ bản là mình đang hiện tại dùng con chip Apple M1 ở trên cái MacBook Pro của mình với mục đích là để xem Netflix với lại gõ văn bản. Dùng trên một con MacBook Pro thì mình sẽ tận dụng thêm được vài cái, ví dụ như là thời lượng pin, rồi thì là trọng lượng mỏng nhẹ. Thì ở trên iMac thì mình nghĩ rằng là nó sẽ tận dụng thêm được một vài cái nữa, ví dụ như là các bạn sẽ có cái hiệu năng tản nhiệt tốt. Hiệu năng tản nhiệt tốt thì hiệu năng xử lý nó cũng tốt và nó ổn định, thì mình nghĩ rằng cái đó được tích ứng trên iMac thì nó cũng ngon. Và ngoài ra thì có một số cái mà Apple mình thấy là focus vào khá nhiều cái vấn đề người dùng văn phòng. Nhưng mà mình nghĩ là người dùng văn phòng phải giàu đến cỡ nào thì mới xài iMac để gọi là dùng zoom, dùng cái camera 1080p, xong là dùng mạng tốc độ cao vãi nhái để các bạn có thể streaming, xong gọi video call với nhau, xong sử dụng mic mic focus giọng nói. Thực ra cái mic focus giọng nói thì các bạn có thể tham khảo các sản phẩm tới từ có mức giá khá rẻ, quanh 2 triệu là. Quay trở lại với cái sản phẩm iMac thì mình thấy là họ còn nói rằng là có hệ thống loa 6 loa thì cái này rất là hay. Ứng dụng các cái công nghệ âm thanh vào thì nó sẽ cho người dùng cái trải nghiệm tốt hơn. Mình đã nhìn nhận ở góc độ là một người sử dụng mang tính giải trí thì với mình sẽ không bao giờ bỏ tiền ra cho một sản phẩm như iMac, vì cơ bản là mình đấy, như mình nói với các bạn là mình chỉ xem Netflix với lại Google. Nhưng đối với những người dùng mà thực sự là cần một cái màn hình tốt để các bạn có thể làm việc một cách ngon lành và cũng như là có một hiệu năng tốt thì theo như Apple nói thì đây là một sản phẩm rất tốt. Và với cái tốc độ và cũng như nhiệt lượng mình đã trải nghiệm, thời lượng pin rồi các thứ mà mình đã trải nghiệm ở trên con MacBook Pro thì mình nghĩ rằng là nếu như các bạn thật sự đang sử dụng một cái phần mềm mà đang được tối ưu tốt ở trên hệ sinh thái macOS thì mình nghĩ là iMac là một sản phẩm ok. Các bạn sẽ có một cái màn hình 24 inch và cái quan trọng là nó sẽ có tích hợp 2 cổng Thunderbolt 4 ở trên, tổng cộng là 4 cổng Type-C ở mặt sau. Cổng Thunderbolt này thì cũng có thể xuất ra một cái màn hình nữa luôn để các bạn có thể làm việc hai màn hình. Và cái máy này thì mình thấy rằng là bởi vì nó sử dụng cái chip M1 và như Apple nói là vì nhờ chip M1 cho nên là cái hệ thống tản nhiệt nó đã được tối giản rất là nhiều, khiến cho cái máy nó mỏng hơn. Và giờ đây thì nó giống như một cái iPad 24 inch nhiều hơn là giống một cái iMac. Thì cái đấy là một cái mà các bạn có thể cân nhắc. Và họ nói rằng là bởi vì là cái mặt sau nó quay ra ngoài nhiều hơn, làm việc trong một cái văn phòng thì là mỗi ông một màu. Nhân viên thì chắc là cũng giàu quá, mỗi ông một con iMac luôn, mỗi ông một màu, thế cho nên là mặt lưng họ làm nhiều màu cho là mỗi ông một cá tính, trông cho nó hấp dẫn. Thì đấy là cái mà các bạn cần quan tâm. Nó có 7 màu, nhưng mà cái mà mình cảm thấy thiếu hụt nhất đó là cái sự phân biệt phải trái, đen trắng, một thế giới rõ ràng rành mạch. Đó là hai cái màu mình thích nhất, màu đen, màu trắng thì nó không có. Các bạn cũng lưu ý rằng là với cái màn hình 24 inch này thì các bạn sẽ có một cái độ phân giải rất là cao, lên tới 4,5K, cực kỳ cao. Các bạn có, nếu mà so với bất kỳ một cái màn hình nào ở ngoài kia, màn hình chạy cho Windows ở ngoài kia thì nó cũng sẽ rất đắt. Thế cho nên là riêng cái iMac ở đó có cái màn hình như thế này rồi thì chả có lý do gì mà tổng thể mà nó lại có thể không mắc được. Và bởi vì là nó sử dụng con chip M1 vào, thế cho nên là CPU thấy quảng cáo là nhanh hơn 85% và GPU nhanh gấp 50% so với GPU ở trên phiên bản trước. Và với cái hiệu năng như thế này thì rõ ràng là nếu như các bạn chỉnh sửa ảnh ọt các thứ này kia, hay là các bạn xử lý video qua những cái phần mềm được ứng dụng sẵn ở trên hệ sinh thái của Apple thì chắc chắn là ok. Và cũng tiện thể nói về con chip M1 này thì không phải chỉ hôm nay bê lên con iMac mà các bạn còn thấy được Apple bê vào trên con iPad mới, con iPad Pro mới thông qua điệu cười rất creep của Tim Cook. Thì hiển nhiên là iPad Pro thì mình thấy rằng là cái mà như Tim Cook dùng từ là breakthrough, tức là đột phá, nói chung là rõ rệt nhất thì nó vẫn chỉ nằm ở con chip M1. Các bạn sẽ có một cái hiệu năng vi xử lý cực kỳ mạnh, CPU cực kỳ mạnh, tăng rất nhiều. Các bạn sẽ có một hiệu năng xử lý GPU tăng rất nhiều, tăng 50%, tăng quá nhiều. Và mình nghĩ rằng là những cái điều đó sẽ khiến cho cái trải nghiệm với những người dùng mà thực sự là tận dụng được cái iPadOS nó sẽ rất nhiều. Và như một lần nữa, đến MacBook thì mình còn chỉ xem Netflix với lại gõ văn bản, thì iPad thì mình cũng có một con ở nhà, cũng đời mới vừa gần đây, thì cũng để xem Netflix và bật Apple Music cho con ngủ, thế thôi. Thì với hệ thống loa 4 loa này rồi thì cái màn hình mới, mà tiện nói với cái màn hình, thì cái màn hình này khiến mình ấn tượng nhất đối với trong hầu như là các cái công nghệ ngày hôm nay. Bởi vì cái màn hình này là cái màn hình mini LED. So với cái màn hình Pro XDR của Apple quảng cáo trước đây như là nó có 100 hay là bao nhiêu cái điểm mini LED, thì bây giờ nó là 10.000. Thế vậy thì mini LED này nó là cái gì? Mình thì không phải là chuyên gia công nghệ về màn hình, nhưng mà mình sẽ cố gắng đưa ra những cái ý kiến của mình về cái màn hình này. Bạn nào mà thấy mình sai thì bổ sung cho mình. Mình rất xin lỗi nếu mà mình có nói sai. Thế nhưng mà tóm lại là theo ý hiểu của mình thì mini LED này nó chính là cái màn hình LCD, nó là cái màn hình LED bình thường, nó không phải là màn hình OLED. Và giống như những cái tivi mà mình đã sử dụng ở nhà có những cái điểm local dimming, tức là các bạn biết rằng là OLED là điểm ảnh tự phát sáng, cái LED thì nó sẽ là cả một cái tấm nền sáng chiếu lên trên qua những cái điểm phân biệt màu và từ đó tạo nên màu, đúng không? Nó sẽ là cả một cái tấm màn sáng nó chiếu lên trên thì nó sẽ có một cái độ sáng rất là tốt, nhưng bù lại vì cái nền của nó là cả một cái màn sáng nó chiếu thông qua các cái tấm phân màu, thế cho nên là cái nền lúc nào nó cũng sáng mờ mờ chứ nó không được tối đen như từng cái điểm ảnh phát sáng một, thì như cái chỗ nào mà nó không có ánh sáng thì nó sẽ tắt đi, nó đen xì, thì rõ ràng là cái độ tương phản nó sẽ tốt hơn và cái OLED nó sẽ có cái trải nghiệm tốt hơn. Thì cái mini LED này thì đơn giản là bây giờ thay vì tôi là cả một cái tấm phát sáng như này, tôi sẽ chia nhỏ các tấm phát sáng ra, thì giống như ở trên tivi thì nó chia ra các cái điểm, các cái vùng local dimming, thì những cái chỗ nào mà thấy là ánh sáng nó không cần thì nó tắt cái chỗ đấy đi, hoặc là những cái chỗ nào mà cảm thấy ánh sáng hơi mờ mờ thì nó cho cái chỗ đấy nó sáng lên một tí, không sáng quá nhiều như những cái chỗ mà cần sáng nhiều. Tóm lại là thay đổi ánh sáng dựa theo các vùng, không được từng điểm ảnh như OLED, thì bây giờ ta thay đổi theo các vùng. Vậy thì có nghĩa là nếu mà số lượng vùng LED càng nhiều thì nó sẽ tắt được cái vùng tối càng nhiều, và cũng như là cái vùng tối nó càng mịn, đúng không? Thì 10.000 điểm mini LED ở trên một cái màn mà chỉ có 12 phải mấy inch ở trên con iPad Pro thì rõ ràng là các cái điểm của nó sẽ rất nhỏ. Và mình tin rằng là cái công nghệ này nó sẽ là một công nghệ gì đó nó đột phá, bởi vì thực tế là cái sản xuất ra cái màn mini LED hay là macro LED như thế này thì nó rất tốn kém về từng cái điểm nhỏ như này, mà càng nhiều điểm local dimming thì nó sẽ càng nhỏ. Nó có 10.000 chấm và các cái điểm local dimming mà theo như Apple quảng cáo là có hình như là gần 2.600 điểm. Thì mình thấy đó là cái mà mình cảm thấy ấn tượng nhất ở trên cái màn hình của con iPad Pro. Còn những cái khác kiểu như là chip M1 các thứ ứng dụng vào thì mình cảm thấy nó không bất ngờ. Tức là nó ok, nó rất là tốt nhưng nó không bất ngờ. Và có một cái mình cảm thấy rất ấn tượng là bởi vì cái hiệu năng nó mạnh như vậy, thế cho nên là nó có thể sử dụng để xử lý cái hình ảnh AR rất là hay. Và theo như quảng cáo của Apple thì các bạn có thể quay không gian xong là add AR vào đấy mạnh mẽ hơn rất là nhiều, chỉnh sửa mạnh mẽ rất là nhiều. Nhưng mà tất nhiên đấy là quảng cáo thôi, còn thực tế mình thấy là AR ra bao nhiêu lâu thì có ai dùng hay không thì các bạn tự nhìn thấy rồi. Có một cái nữa là cái camera của con iPad Pro này nó có cái công nghệ là Center Stage, nếu mình nhớ không nhầm. Thì nó dùng một cái camera ultra wide, tức là góc siêu rộng, nó thu cái góc siêu rộng như thế này. ông nào đi lêu hêu ở trong khung hình thì bây giờ nó sẽ zoom vào ông đấy và nó sẽ track theo ông đấy. Nói chung là nhìn rất là hay và mượt. Thì cái này thì nó sẽ khiến cho cái video của bạn nó nghệ hơn. 1001 đô đấy các bạn, iPad Pro về Việt Nam thì chưa biết là bao nhiêu tiền, nhưng tóm lại là khá là đắt. Và iMac thì cũng khá là đắt luôn. Còn một cái cuối cùng là cái Apple TV 4K thì thật sự là mình không biết là các bạn có quan tâm đến cái này không. Ở Việt Nam mình có mấy ông dùng đâu. App thì chán vãi, các trưởng Apple TV Plus nó tặng mình mua, năm nào mình chẳng mua iPhone mới, cứ ra iPhone mới là mình mua. Nó tặng Apple TV liên tục nhưng mà có cái gì để xem mấy đâu, xem mình thật sự là mình không quan tâm lắm. Bây giờ mình phải xem mẹ thần điêu đại hiệp với chả WandaVision. Không ai đi xem mấy cái Apple TV cả, tôi không quan tâm ra cái TV 4K làm cái gì. Cho nên là thôi nhá, bạn nào cần quan tâm ấy thì cái đó nó sẽ có thêm mỗi một cái nút Siri Remote và nó tăng cấu hình lên một tí, thế thôi. Điều khiển thì thấy quảng cáo là 100% có thể recycle, tức là có thể tái chế được. Một điều nữa mà mình nghĩ rằng là dễ bị bỏ qua ở trong sự kiện lần này đó chính là cái Apple Pay. Bởi vì cơ bản là cái Apple Pay này thì nó chẳng có ảnh hưởng gì đến Việt Nam cả, nó chỉ ảnh hưởng đến Mỹ thôi. Thế nhưng mà các bạn cứ hiểu nôm na là như thế này, bây giờ mấy ông ở Mỹ ấy, thì ông nào mà có cái lịch sử thẻ tín dụng tốt thì nó ngon đúng không? Nhưng mà ông nào lịch sử thẻ tín dụng lởm, trả chậm rồi các thứ này kia, hoặc là không sử dụng thẻ tín dụng nhiều thì cũng bị tính là không ngon. Thì mấy ông đấy thì sẽ không được đánh giá cao, thì có thể bị từ chối, bị thanh toán rồi các thứ này kia, từ chối cấp vốn, từ chối cho vay hay là ABC gì đấy so với những ông mà có lịch sử thẻ tín dụng tốt, đại loại như vậy. Thì bây giờ Apple bảo là bọn tao sẽ đối đãi với chúng mày ngang hàng nhau, lịch sử thẻ tín dụng tốt hay tệ thì cứ ra đây, anh nuôi tất. Thì bây giờ mình thấy là cái mô hình này nó giống như kiểu Tim Cook đang định hướng là Apple thành một công ty tài chính. Các bạn cũng quẹt thẻ Apple Pay, sau đó các bạn cũng trả nợ dần cho Apple. Bây giờ Apple nó như kiểu một công ty phát hành thẻ tín dụng ấy. Nói chung là app thì Apple đút vào mồm, xong là cũng nợ Apple để mua app, xong là cả đời đi cày trả nợ Apple. Thì nói chung là cũng khá giống một cái mô hình gì đấy gần đây ở Việt Nam. Hết, sự kiện năm nay nó chỉ có vậy thôi. Vẫn kinh cái quả cười của Tim Cook. Còn bây giờ thì bye bye anh em.